Xin chào tất cả các con. Hôm nay đang là sáng sớm, thì chuẩn bị đi làm, chuẩn bị đến trường để dạy. Sáng nay vừa làm gì? Vừa rửa bát xong. Tự dưng lại muốn chia sẻ với chúng ta một chút thế nào là cách rửa bát đúng. Nghe thì nó rất tầm thường, rất xàm xí. Ai chả biết rửa bát, và có vẻ như chúng ta cũng đã biết rửa bát từ hồi lớp 4, lớp 5 rồi ấy. Thầy cũng biết rửa bát từ hồi bé bé rồi. Rồi 3 năm đi học cấp 3 cũng ở trọ, 4 năm học đại học. Rồi từ đó đến nay, bây giờ đã gần 40 tuổi, biết bao nhiêu năm rửa bát. Nhưng mà thực ra hôm nay ngẫm nghĩ lại thấy rửa bát đúng không hề dễ. Thầy không muốn nói về kỹ thuật rửa bát nó như thế nào, cho dầu rửa bát ra làm sao, rồi mình rửa trong rửa ngoài, xả nước, rồi úp phơi như thế nào. Cái chuyện đấy thì rửa bát thì ai cũng phải biết, nó khác nhau và cũng chẳng ai giống nhau. Hiển nhiên là chẳng ai rửa xong rồi mới cho dầu, đúng không? Người ta phải cho dầu trước rồi rửa sau. Nhưng tất cả những chuyện đấy là nói về kỹ thuật rửa bát thôi. Thầy không bàn đến, vì ai cũng sẽ biết, ai cũng thực hành mãi rồi làm được ấy mà. Có người thì rửa nhanh, rửa chậm, rửa sạch, rửa bẩn một chút. Đấy là về kỹ thuật. Nhưng cái thầy muốn nói hôm nay là về cái tâm thế khi chúng ta rửa bát. Thầy cũng phải học tập rất nhiều, tham khảo mọi người, rồi suy nghĩ, rồi thực hành. Thực hành được một thời gian, đến hôm nay cảm nhận rõ nét về cái điều đó và muốn chia sẻ với chúng ta. Mà bây giờ cảm nhận rõ nét hơn rồi, chia sẻ nó cũng đỡ ngại. Rửa bát đúng về tâm thế là chúng ta phải làm chỉn chu, cẩn thận, để tâm vào cái việc rửa bát. Thầy sẽ chia sẻ ở cái góc nhìn như vậy về cái tâm thế đối với tất cả các việc khác. Khi mà thầy làm tương đối tốt được, cũng không dám tự tin nói là mình làm tốt, nhưng khi thầy làm tương đối tốt và có những cảm nhận rõ ràng, cụ thể, sâu sắc, thì thầy sẽ chia sẻ với chúng ta. Với tư cách là thầy giáo, thầy muốn chia sẻ với chúng ta để chúng ta biết, chúng ta học tập, chúng ta rèn luyện, chúng ta thay đổi cái con người chúng ta đi. Cái sự để tâm, cái sự cẩn thận, chỉn chu trong mỗi một công việc là vô cùng cần thiết. Ngay như cái việc rửa bát thôi, hôm nay thầy cảm nhận rõ nét như thế nào, ngày xưa như thế nào. Ngày xưa thầy hay rửa cho nó nhanh, cho nó xong. Nhưng mà thực ra đôi khi phải thú nhận là có hôm rửa xong thì còn cái mâm chưa rửa. Có thể là do đãng trí quên, có thể do lười đấy, có thể do là mình nghĩ thôi rửa thế thôi, cái mâm tí rửa cũng được, đằng nào còn mấy cái son tí nấu ăn hay là như nào đấy. Bởi vì cái mâm thầy cũng chưa dùng đến ngay mà, từ giờ đến trưa thầy còn rất nhiều thời gian để loanh quanh ở cái chỗ khu vực nấu bếp, thầy sẽ rửa tiếp. Nhưng mà đó là một cái thái độ, một cái thói quen không tốt. Mình làm nó không đến nơi đến chốn, mình cứ bớt lại cái chỗ đó. Có khi rửa xong quên con dao chưa rửa, có khi rửa xong đống bát rửa cả mâm rồi nhưng quên còn cái thớt chưa rửa. Thì có khi rửa xong xong hết 3-4 cái son rồi, còn cái chảo chưa rửa. Nhưng mà khi mình nhận thấy chưa rửa ấy, nếu mà mình làm tiếp thì không sao, nhưng thường lại là tặc lưỡi, thôi tí rửa, hoặc thôi thế được rồi, được rồi, thế là được rồi, cái kiểu bằng lòng với những gì mà mình đã làm. Thực ra là nó cũng không tốt đâu. Gần đây và cho đến hôm nay, lúc mà thầy quán chiếu cái suy nghĩ của mình, thầy nhận ra rằng còn một số thứ chưa rửa. Như mọi ngày thầy có thể thì thôi tí rửa, thôi để gần trưa mình rửa mà thề. Nhưng mà hôm nay thì thầy lại chống lại được cái suy nghĩ đấy. Thầy cố gắng nhặt nhạnh, rửa cho thật sạch sẽ hết tất cả mọi thứ, sau đó đổ rác ở trong bồn rửa bát đi, lau bếp, lau cái khu vực rửa bát cho nó sạch sẽ, khô ráo, không còn một cái gì cả. Rác cũng sạch, nước cũng sạch, bát đũa, son, nồi, chảo, thìa, dĩa, dao, thớt, không còn một cái gì cả. Và lúc quán chiếu suy nghĩ được như vậy rồi, thực ra thì thầy rửa xong thầy đi làm,
Ở nhà thì vợ thầy vẫn còn đang ngủ với bọn trẻ con, tí nữa sẽ dậy đưa chúng nó đi học. Tự dưng lúc đấy lại quán chiếu được rằng thôi mình làm cẩn thận sạch sẽ, chỉn chu với việc này, tí nữa vợ mình ngủ dậy chỉ có đưa con đi học thôi chứ không phải làm cái việc này nữa, tức là không phải nhúng tay vào. Thậm chí là khi mình rửa xong hết, mình vét đồ ăn thừa, những cái rác nhỏ 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 xuống cái chậu rửa bát rồi ấy, xuống cái chỗ thoát nước rồi, thầy có thể dừng lại ở đấy, cất rẻ rồi đi làm. Nhưng mà cái đống rác nó vẫn ở trong chậu rửa bát. Tí nữa vợ thầy dậy sẽ lại phải đổ cái đống rác đấy. Hôm nay quán chiếu được suy nghĩ là mình cần phải làm tốt và làm cho đến cuối cùng. Thầy đổ luôn cả hai cái hố rác đấy đi. Cái chậu rửa bát bây giờ sạch sẽ, không còn cái gì cả. Tóm lại bây giờ vợ thầy ngủ dậy không phải động gì vào cái chỗ rửa bát đó cả, mà có động vào cũng không phải làm cái gì cả. Ít nhất là mình cũng làm chỉn chu được. Đấy là cách mà thầy nghĩ là chúng ta rửa bát đúng. Khi chúng ta ở nhà rửa bát cho bố mẹ cũng vậy. Thầy đoán chắc bởi vì trẻ con mà, thầy cũng đã từng trải qua cái giai đoạn đấy. Thậm chí đến 10-15 năm sau, thầy có vợ rồi, thầy có gia đình rồi, thầy có con rồi mà thầy làm còn chưa được chỉn chu. Thực sự là chưa được chỉn chu. Nếu đánh giá thang 10 điểm thì nghĩ chắc là cái việc rửa bát thôi nhá, 6-7 điểm, cao lắm 8 điểm. Chưa khi nào dám tự tin cho mình 9 điểm, 10 điểm. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà làm tốt một cách trọn vẹn, thực sự và chỉn chu, rồi muốn chia sẻ cho chúng ta như này, thì có hôm nay là lần đầu tiên làm tốt được trên 9 điểm, cứ cho là như vậy đi, cũng không không nhận 10 điểm, nghe tự tự cào quá nhá. Thì chia sẻ thế thôi, chứ có mỗi cái câu chuyện rửa bát mà lan man dài dòng chả ra làm sao. Những việc khác thì sẽ bóc tách và chia nhỏ ra tâm sự với chúng ta. Chúng ta làm đúng, làm chỉn chu, làm cẩn thận và để tâm vào cái việc làm, nó không hề dễ, nó không hề dễ, không hề dễ đâu. Thầy biết, thầy nhận thức được điều đấy từ lâu, từ rất sớm, qua nhiều cách. Nhưng đến khi vào thực hành, hàng chục, hàng trăm lần thầy vẫn làm sai. Có lẽ nó cũng là cái điều rất tự nhiên của con người, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta cảm nhận, để chúng ta thực hành, chúng ta chiến đấu với cái thói lười biếng, cái thói qua loa đại khái đấy. Từng việc một nhé. Hôm nay chỉ là việc rửa bát thôi, những việc khác thì sẽ chia sẻ dần dần. Rồi, hy vọng chúng ta có những cái cảm nhận cho riêng mình, những cái sự tiếp thu nhất định, rồi sau đó chúng ta thực hành. Thực hành được kết quả như thế nào, hay dở ra làm sao, kinh nghiệm thế nào, thất bại hay thành công, chúng ta có thể chia sẻ với thầy và các bạn ở phần bình luận. Rồi, xin chào tất cả các con.